Kính thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo liên quan đến vấn đề Hillary. Giờ này quý vị thấy rằng Đảng Dân Chủ bắt đầu ớn lạnh đối với Donald Trump. Câu chuyện như thế này. Bản tin ngày hôm qua chúng tôi đã loan tin với quý vị là tổ chức Judicial Watch, mà cái ông chủ tịch của cái tổ chức này là ông Tom Fitton đã nộp đơn kiện FBI là đã từng xảy ra hồi tháng 10 năm 2018 khi tổ chức này đòi hỏi FBI cũng như là Bộ Tư pháp cung cấp những cái tin tức liên quan đến vấn đề email của Hillary, server của Hillary. Và mọi việc mới có vài ngày, hôm nay lại có một câu chuyện hay, hấp dẫn hơn. Đó là một anh chàng cựu viên chức của FBI giấu tên đã tuyên bố với báo Washington Post là rất nhiều cái email của Hillary đã được tìm thấy. Hồ sơ chính của Hillary thì chỉ có 33.000 email đã xóa, đã tẩy. Nhưng đến bây giờ thì viên chức này đã cung cấp cho Judicial Watch là ông Tom Fitton một danh sách gần 45.000 email mà trong đó ở đâu? Ở trên laptop của Weiner là chồng cũ của cái cô phụ tá Ubedemi của Hillary, người Ả Rập. Thế thì ngoài ra 33.000 email mà của Hillary mà đem đi xóa tẩy thật ra là giấu ở trong văn phòng của Obama. Thế thì viên FBI này nói rằng là tất cả những cái tài liệu mà của Hillary gọi là vứt đi và tẩy xóa thật ra nó giấu ở trong phòng Tổng thống Obama. Cho nên đây là một cái sự kiện nó sẽ liên quan đến hai người rõ rệt, Obama và Hillary. Và Obama thông đồng với Hillary để mà tẩy xóa những cái tội lỗi này. Ông phụ tá giám đốc về vấn đề phản gián của FBI, đó là ông Bill Priestaff, ông ta cũng tuyên bố rằng chúng tôi đang xúc tiến những cái chương trình để lôi ra lại tất cả những cái email này và để đưa ra bằng chứng trong trường hợp cần truy tố Hillary. Thì quý vị thấy rằng là cái đường lối của Obama, của Hillary đang gặp rất nhiều khó khăn. Cho nên đó là lý do mà suốt 2-3 tuần nay Hillary không dám hó hé về vấn đề tranh cử cũng như là vấn đề phê bình các ứng cử viên hay là Donald Trump. Cho đến hôm qua khi đi họp ở trong phát biểu ở những cái buổi gọi là của Đảng Dân Chủ, của nghiệp đoàn, thì Hillary mới tuyên bố nói rằng là cái vấn đề Đảng Dân Chủ mà truy tố hay là Đảng Cộng Hòa nói về vấn đề 33.000 email của Hillary là một cái điều rất bình thường. Không có cái gì tội lỗi vì đa số đó là của cá nhân tôi. Và Hillary nói một cách nhẹ nhàng và yếu ớt, không dám hăng hái như ngày xưa, nói rằng là tất cả những email đó không đáng kể liên quan đến vấn đề ngoại giao của Hoa Kỳ. Một cách nhân nháo, Hillary có thể nói rằng là vì quá tin tưởng Obama là sẽ thành công và sẽ nối kiếp đường của Obama, cho nên bà ta có tỏ vẻ rất là nghênh ngang, nhân nháo trong cái vấn đề bị truy tố về vấn đề email. Còn hôm nay thì bà ta tuyên bố rất nhẹ nhàng. Thật ra thì những cái email đó đa số là của my personal problem, majority. Còn hồi trước bà ta thẳng tất cả 33.000 email tôi xóa đi vì nó là vấn đề không liên quan đến vấn đề của chính phủ, không liên quan đến vấn đề ngoại giao. Nếu không liên quan tại sao bà phải xóa? Quý vị thấy không? Cho nên chúng ta hãy chờ xem một vài ngày nữa sẽ có nhiều tin rất hay về vấn đề Hillary, về vấn đề Đảng Dân Chủ và cả Obama. Chúng ta qua một bản tin nữa là liên quan đến vấn đề Tổng thống Donald Trump với border. Trong 3 ngày vừa qua xảy ra một cái sự kiện ở biên giới của Texas và Mexico. Khi có hai nhân viên biên phòng, nó gọi là CBD, tức là Customs and Border Protection, bị
lính của Mexico chặn đường và nói rằng các ông đã vi phạm biên giới của Mexico. Rồi trong đó có một vài anh lính Mỹ nghênh ngang lấy vũ khí của nhân viên Hoa Kỳ. Thì đúng cái luật, khi mà đã xâm phạm biên giới của một quốc gia thì anh sẽ không được quyền đem vũ khí mà sẽ bị tước. Rồi câu chuyện đã xảy ra thì anh chàng Maduro là tổng thống của Venezuela, López Obrador của Mexico, anh ta khôn ngoan hơn, mở ngay cuộc họp báo và xin lỗi chính phủ Hoa Kỳ vì đây là một cái sự hiểu lầm và vì cái biên giới không rõ rệt. Đấy, anh ta dùng cái chữ đó. Còn thật ra thì anh ta tuyên bố Mỹ luôn luôn có một sự tôn trọng hổ tương giữa hai quốc gia và không bao giờ muốn gây hấn. Đây là một sự confusion, một sự lầm lẫn. Thế thì qua cái sự kiện đó xong, Tổng thống Donald Trump tuyên bố với báo chí rằng dễ thôi, họ muốn rắc rối thì tôi sẽ gửi thêm quân đội. Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố là sẽ gửi thêm quân đội về biên giới miền Nam, nhất là nơi xảy ra cái vụ rắc rối giữa lính Mỹ và nhân viên biên phòng của Hoa Kỳ. Theo lời tuyên bố của bà Kayleigh Conway, là cố vấn của Tổng thống Donald Trump cho biết thì có thể từ 300 đến 500 binh sĩ cũng sẽ được gửi đến biên giới để phụ trợ cho những cái yểm trợ cho các cái nhân viên biên giới của di trú và thuế quan. Và cái sự kiện này sẽ làm cho tình thế ở bên biên giới nó sẽ được ổn định. Bởi vì bây giờ có quá nhiều tin liên quan đến vấn đề biên giới của Mỹ và Mỹ. Đó là kể từ tháng Giêng cho đến bây giờ, hàng mấy chục ngàn người đã vượt biên giới và đã bị bắt và đã bị deportation, tức đã bị tống cổ về Mỹ. Và Tổng thống Mỹ yêu cầu Mexico, Obrador, hãy giải quyết những cái người mà gọi là di cư bất hợp pháp và chặn đứng những đoàn người của miền Nam lên. Thì kết quả thì Obrador cũng đã thi hành. Trong vòng một tuần vừa rồi đã có trên 3.000 người bị chặn bắt ở biên giới của Guatemala và Mexico, ở thành phố Chiapas. Nhưng mà được cái con số tiến vào vẫn lên đến hàng chục nghìn người. Theo lời Tổng thống Donald Trump nói rằng là 20.000 người. Thì các ký giả bảo ông ấy nói hơi nhiều, nhưng mà cũng không phải là ít. Ít nhất là 10.000 người vẫn tiếp tục lên đường từ Mexico, từ Guatemala, từ Honduras để vào Mỹ rồi đến Hoa Kỳ. Đây là một cái sự kiện mà làm cho Đảng Dân Chủ bây giờ không dám lên tiếng. Đấy, từ cái ngày Tổng thống Donald Trump nó bảo được Đảng Dân Chủ bênh vực những người nghèo, Đảng Dân Chủ bênh vực những người di cư bất hợp pháp, thế thì tôi sẽ chở họ hết về những cái nơi của Đảng Dân Chủ, của gọi là Century City. Và sau lời đe dọa của Donald Trump, các bà, các ông Dân Chủ im re. Cái người mà mạnh mẽ nhất lâu nay là mụ già Nancy Pelosi. Tổng thống nói rằng là đưa về đó rồi những người như Pelosi nuôi mỗi gia đình vài gia đình kia là nó đẹp. Để quý vị thấy thì con người ta nói ích kỷ. Đảng Dân Chủ rất là ích kỷ, chống chính phủ, chứ không phải là yêu gì những người di dân. Và kể từ hôm tuyên bố của Tổng thống Donald Trump cách đây 7 ngày là sẽ đưa những cái người di cư bất hợp pháp về các thành phố của Đảng Dân Chủ, thì Đảng Dân Chủ không lên tiếng phản đối nữa. Quý vị thấy nó hay không? Ông Trump cũng làm nhiều cái rất ngoạn mục mà thiên hạ không ngờ. Pelosi bây giờ, Chuck Schumer bây giờ, Kamala Harris bây giờ của California không dám hoài hè. Bởi vậy cho nên cái sự kiện và Tổng thống Donald Trump sẽ đưa thêm lính lại càng làm cho Dân Chủ đau khổ mà không dám phản đối. Trước kia thì Đảng Dân Chủ mỗi một lần ông ấy tuyên bố đưa lính thêm, Đảng Dân Chủ nhao nhao nói rằng lính không phải để đi giết người, lính để bảo vệ quốc gia. Quý vị thấy không? Kết tội ngay cho Tổng thống Donald Trump là muốn diệt cái bọn di cư bất hợp pháp. Mà đa số những cái người di cư bất hợp pháp này, theo thống kê của Bộ Homeland Security, 60% là tội phạm, tội hình sự, tội đại hình, tức là giết người, cướp của, hiếp dâm. Mà Đảng Dân Chủ bây giờ đang cố ý xoay vào chiều hướng khác, quên cái vụ di dân, bảo nhau dính vào cái vụ impeachment.
để lập điểm đối với dân chúng và lấy điểm đối với Hoa Kỳ. Và theo lời tuyên bố của bà Hillary thì cá nhân tôi sẽ không chủ trương lo vấn đề impeachment giống như là bà Nancy Pelosi. Chỉ có những cái tay trẻ tuổi như là Omar, như là Kamala Harris, như là Elizabeth Warren là người chủ trương phải lập thủ tục để impeachment Tổng thống Donald Trump. Mà đấy mọi người đều biết đó là một trò hề. Bởi vì một người có tội lỗi như là Bill Clinton, rồi impeachment cũng vất đi, và anh ta vẫn làm Tổng thống hai khóa. Nữa là một người thành công như Tổng thống Donald Trump không có cái lý do gì mà lại đòi impeach. Bởi vì Tổng thống Donald Trump nói một câu rằng nếu mà các bạn mà impeach, cộng dân chủ muốn impeach, go ahead, I don't care. Đối với Tổng thống không có quan trọng gì vấn đề impeach. Mà nếu các bạn mà muốn làm impeach thật thì tôi sẽ đưa lên tòa tối cao để cho họ xử, tôi không cần thiết. Quý vị thấy không? Cái sự kiện mà đưa ra đe dọa để rồi Tổng thống Donald Trump nói những câu như vậy, Đảng Dân Chủ lại mất phiếu. Vì vậy cho nên trong Đảng Dân Chủ cũng vẫn chia rẽ 3-4 phe. Một phe thì đòi impeach, như là những con Ama, những con Cortez, những con Kamala Harris, những con Pocahontas, tức là con Elizabeth Warren. Mấy con bé này nó không biết luật lệ gì cả, và nó còn nói liều để nó lấy điểm để cho nó nổi, có thế thôi. Còn cái phe thứ nhì chống, trong đó có Nancy Pelosi. Bởi vì Nancy Pelosi thấy được cái sự kiện mình làm rùi bu, bởi vậy cho nên mới khuyên hề quên cái vấn đề impeach đi. Cái đó không phải là một sự lựa chọn chính đáng, mà cái đó chính là làm chúng ta bị chia rẽ, division trong Đảng Dân Chủ. Và chúng ta làm mất đi niềm tin của những cử tri đoàn. Đó là lời tuyên bố của Nancy Pelosi. Rồi còn một phe nữa trung lập, trong đó có Bernie Sanders. Bernie Sanders thì bảo ok, quý vị muốn impeach thì cứ việc làm, nhưng còn thành công hay là thất bại còn tính sau. Đối với lại Bernie Sanders, impeach hay là không chưa quan trọng. Anh ta chỉ chú trọng vào cái chính sách làm sao cho nước Mỹ trở thành cộng sản. Anh ta chủ trương gọi là socialist. Bởi vì nước Mỹ này tư bản nó giàu quá, nó mạnh quá. Thì lại càng chứng tỏ cho điều ta thấy rằng là Bernie Sanders đã ăn tiền của Tập Cận Bình để mà bành trướng cái chế độ xã hội chủ nghĩa của Tàu Cộng ở Hoa Kỳ. Và anh ta còn nói rằng là một khi chúng ta tiến lên xã hội chủ nghĩa thì Medicare chúng ta không cần phải lo lắng, đi khám bệnh có bác sĩ. Và anh ta không dám nói rằng giống như là ở bên Tàu Cộng, bởi vì y tế bên Tàu Cộng của Cộng sản, bất cứ quốc gia nào, bệnh nhân không được có tiền đến bác sĩ và không được khám, nằm trong một bệnh viện, một cái giường nằm 2-3 người. Rồi vấn đề y khoa không được chăm sóc, vấn đề đời sống rất là khổ. Cho nên anh ta chỉ nói có một câu rằng free medical and free education. Anh ta dùng cái chữ tuyên truyền là free để cho mọi người thấy lỗ tai sướng. Bác sĩ không phải trả tiền, thuốc không phải trả tiền và đi học không phải tốn tiền. Nhưng cái sự thực thì nó đau khổ hơn nhiều. Kính thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi lại xin phép tạm dừng vài phút để gửi đến quý vị một vài cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Xin cảm ơn quý vị.